Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi S Channel. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đánh giá chi tiết sản phẩm Huawei 302HW. Đây là một sản phẩm mà mình đã có dịp giới thiệu cho bạn, là sản phẩm sách tay từ thị trường nội địa Nhật. Và với cái sản phẩm này thì mặc dù là nó xuất xứ từ Trung Quốc nhưng lại đem lại đến cho người sử dụng cảm giác tin tưởng hơn rất là nhiều, vì một số lý do như sau. Thứ nhất, nó là cái mẫu máy được bán ra tại thị trường nội địa Nhật, và những cái thiết bị nào mà đã được nhập khẩu vào Nhật thì đều phải tuân theo một cái quy chuẩn rất là gắt gao, đem đến cho người sử dụng cái cảm giác tin tưởng hơn. Đó chính là cái chất lượng hoàn thiện của thiết bị này khá tốt. Nhiều khi mình cũng hơi bị ngỡ ngàng khi mà cầm lên cái thiết bị này, một thiết bị có giá chỉ khoảng xấp xỉ 4 triệu đồng mà lại có được cái khung viền kim loại được hoàn thiện khá tốt, tương tự những cái sản phẩm của Apple. Bên cạnh đó thì tại cái thời điểm mà sản phẩm này ra mắt, tức là vào những năm 2013, nó được mệnh danh là chiếc smartphone mỏng nhất tại thời điểm đó, mà trọng lượng của nó cũng khá là nhẹ, và thiết kế mang tính thời trang này chính là cái điểm nhấn ấn tượng nhất mà Huawei hướng tới khi mà sản xuất ra cái thiết bị này. Đầu tiên là cấu hình bên trong của máy. Máy không sử dụng chip Qualcomm hay chip MediaTek hay bất cứ loại chip nào mà các bạn đang thấy phổ biến trên thị trường, mà nó sử dụng một con chip do chính Huawei sản xuất có tên là Kirin. Con chip này thì có xung nhịp là 1.6GHz và 4 nhân. Nó sử dụng Cortex A9. Bộ nhớ RAM của chiếc máy cũng khá lớn, 2GB. Phải nói so với cái tầm giá khoảng gần 4 triệu đồng của nó thì khó tìm ra cái mẫu máy nào mà bộ nhớ RAM lớn lên đến 2GB như thế này. Về tổng thể của thiết bị Stream S thì nó có một cái thiết kế khá là đẹp và mảnh mai. Khung viền kim loại thì không được bao toàn bộ cả bốn cạnh của máy, mà nó chỉ bao được cả ba cái cạnh phía trên này thôi. Còn ở phía dưới thì Huawei đã làm bo cong tạo cái sự khác biệt một chút so với những cái sản phẩm sử dụng khung viền kim loại khác trên thị trường. Ở mặt lưng thì là làm bởi cái chất liệu nhựa nhám, nhưng có vẻ như là cái lớp nhựa này khá mỏng và mình không thích cho lắm. Ở phía dưới là một cái màng loa với rất nhiều những cái lỗ đục nhỏ li ti. Âm lượng loa của Huawei Stream S có âm lượng khá lớn và chất lượng âm thì cũng đạt ở mức khá. Tuy nhiên thì cái việc đặt loa ở mặt sau lại không phải là lợi thế của sản phẩm này. Khi mà chúng ta đặt máy xuống mặt bàn thì âm lượng cũng như là chất lượng âm sẽ bị giảm đi khá nhiều. Các bạn nên lưu ý khi mà trong khi sử dụng với sản phẩm Huawei Stream S. Ngoài ra thì ở cạnh bên phải của máy cũng được bố trí rất nhiều những cái vị trí như là phím tăng giảm âm lượng, phím nguồn, khay SIM, khay thẻ nhớ. Vô tình nó đã làm cho cái thiết kế ở bên cạnh này nó bị rắc rối và nhìn không được đẹp như là ở bên cạnh trái. Sản phẩm này có màn hình kích thước 4.7 inch và sử dụng tấm nền IPS Plus. Chất lượng hiển thị, màu sắc cũng rất xuất sắc. Đầu tiên, cái điểm đáng khen của tấm nền màn hình IPS Plus là nó không hề bị ám màu quá nặng như là một số những cái sản phẩm khác. Dải màu hiển thị của tấm nền màn hình này cũng khá rộng, hình ảnh có độ chi tiết và tương phản cao. Ngoài ra thì tông màu đen cũng thể hiện khá xuất sắc và sâu. Màn hình hiển thị khá trong và nổi bật nhưng lại không bị quá chói, khiến cho những cái tông màu gần như tương tự với nhau thì nó vẫn có thể hiển thị rõ giữa ranh giới những cái màu này và rất là chi tiết. Phải nói là thực sự với cái tầm giá này thì mình thấy Stream S là một trong những cái điện thoại có màn hình đẹp nhất. Huawei thì cũng để cho người dùng một cái cài đặt liên quan đến màn hình, đó chính là chúng ta có thể cài đặt, tùy chỉnh được cái nhiệt độ màu để sao cho phù hợp nhất với cả cái điều kiện và mục đích sử dụng. Như là chúng ta có thể chỉnh nhiệt độ màu cho máy về tông màu ấm hoặc là tông màu lạnh, hoặc là nếu như không biết thì mọi người để cái chế độ mặc định là đẹp nhất. Độ sáng của tấm nền IPS Plus cũng khá cao và các bạn hoàn toàn có thể tự tin sử dụng dưới ánh nắng mặt trời. Camera, một điều đáng tự hào khác của chiếc Stream S này. Một năm về trước thì nhà sản xuất Huawei đã đặt cái camera trước với độ phân giải lên đến 5 megapixel trong một thiết bị rất là mảnh mai như thế này. Và với 5 megapixel này thì Huawei còn trang bị kèm theo tính năng tự động làm đẹp khuôn mặt khi mà người dùng chụp ảnh tự sướng với camera trước. Những bức ảnh tự chụp bằng camera trước của Huawei Stream S có độ chi tiết khá cao, sắc nét, và với chế độ làm đẹp thì chúng ta sẽ có những cái bức ảnh selfie đẹp nhất. Còn về camera sau của Stream S, độ phân giải là 8.0, cũng không phải là quá thấp đối với một chiếc máy tầm trung. Ở trong giao diện chụp ảnh, chúng ta sẽ tìm thấy một số những cái chế độ cơ bản như là chế độ chụp ảnh thông thường và chế độ chụp ảnh Smart. Chụp ảnh Smart là cái chế độ của Huawei tích hợp vào đây để giúp cho máy có thể tự động điều chỉnh phù hợp với cả cái bối cảnh mà các bạn đang chụp. Ngoài ra chúng ta cũng còn một số những cái chế độ thông dụng như là HDR Panorama, hay có một số những cái bộ lọc ở dưới này để chúng ta có thể lọc hình ảnh màu sắc ngay lập tức, chụp trực tiếp luôn. Chất lượng chụp ảnh của Huawei Stream S trong điều kiện ánh sáng ngoài trời thì hình ảnh cho chất lượng quá tốt, tuy nhiên thì lại không có nhiều chi tiết. Nếu như người sử dụng zoom bức ảnh lên đến 100% thì sẽ bị vỡ nét. Ngoài ra trong một số những cái điều kiện như là chúng ta bị ngược sáng thì mọi người sẽ thông thường là kích hoạt chế độ HDR ở trên thiết bị di động. Nhưng mà với Huawei Stream S thì khi mình kích hoạt tính năng này lên, có một số trường hợp thì nó sẽ còn làm cho hình ảnh bị cháy sáng và dư sáng. Còn với điều kiện chụp đêm thì rõ ràng là chiếc camera này không được thiết kế cho việc chụp vào những cái điều kiện thiếu sáng và ban đêm. Ở đây mình có rất nhiều những cái hình ảnh mà chụp vào buổi tối. Trong điều kiện chụp này thì hình có thể nói là bị nát be bét, xuất hiện rất là nhiều nhiễu và bị bè chi tiết. Chúng ta gần như là không thể thấy được những chi tiết khi mà zoom lên.
Ngoài ra thì là một cái sản phẩm nội địa Nhật, ở trên sản phẩm Huawei Stream S các bạn sẽ không tìm thấy cái phần mềm nhắn tin mặc định, mà mặc định của máy nó sẽ lựa chọn Google Hangout là cái phần mềm nhắn tin mặc định. Tiếp đến là về hiệu năng của cái chip Kirin mà Huawei sản xuất. Chip Kirin mà Huawei Stream S đang sở hữu cũng khá là tốt. Nó có hỗ trợ đầy đủ các cái băng tần mạng 2G, 3G và thậm chí là 4G LTE. Và với một con chip 4x1.6GHz chạy Cortex A9 thì điểm hiệu năng mà mình chấm được bởi AnTuTu Benchmark là nó nằm ở mức xung quanh khoảng 27.000. Một điểm hiệu năng cũng khá tốt, không hề tồi một chút nào. Với thiết bị chỉ có mức giá chưa đầy 4 triệu đồng như là Huawei Stream S, nó có thể sánh ngang được với những cái chiếc máy tầm trung cao. Đáng tiếc là ở cái màn hình load game thì chúng ta sẽ không hề nhìn thấy ba cái phím điều hướng, tự động nó sẽ được ẩn đi. Thế nhưng mà khi mà các bạn vào trong chế độ bắt đầu chơi game thì nó lại hiện ra rất là khó chịu. Không chỉ là một cái CPU do Huawei tự sản xuất mà cái GPU được trang bị trên sản phẩm này cũng là một loại GPU hoàn toàn mới. Và nó cũng tỏ ra hoạt động khá là mượt mà trơn tru các cái cảnh và hiệu ứng ở trong game Ascent 8. Trong quá trình mình chơi game thì có rất nhiều những cái tình huống mình cố tình tạo ra, như là đâm va để cho máy xử lý những cái hiệu ứng đồ họa nặng. Thế nhưng mà Huawei Stream S vẫn tỏ ra xử lý rất là tốt. Và những cái khung hình chạy trên chiếc màn hình này có màu sắc và độ tương phản cao, góc nhìn rộng và GPU xử lý cũng rất tốt. Đến thời điểm hiện tại thì mình chưa gặp phải khó khăn gì khi mà trải nghiệm cái game này. Và với game Ascent 8 mà nó có thể chạy được tốt như thế này thì mình đảm bảo là với những cái video như độ phân giải cao HD, Full HD thì máy hoàn toàn thể chơi tốt. Hoặc là một số những game khác như là Death Trigger 2 hay là Modern Combat 5, các bạn cũng có thể tự tin chơi ở trên chiếc Huawei Stream S này. Và nếu như mà các bạn muốn trải nghiệm game với một cái thiết bị giá rẻ như Huawei Stream S thì có thể đây là một cái lựa chọn rất là đáng giá. Và hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy hài lòng với một thiết bị có mức giá hợp lý và mọi thứ đều gần như là xuất sắc như Huawei Stream S. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đánh giá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.